nhân quả nào có thể xảy ra với hành động họ đã gây ra. Nếu như bạn nhìn thấy video này, xem như bạn hữu duyên. Và kênh không kiếm tiền từ việc xem riêng cho bất cứ ai, mong bạn thông cảm. Và mình chỉ nói theo thông điệp của lá bài, chứ không phải nói theo những điều bạn muốn nghe. Trân trọng biết ơn thông điệp của vũ trụ đã gửi vào trong trái bài. Sau đây trong trái bài các bạn có những lá hai kiếm. Kế tiếp nữa là chúng ta sẽ có lá bài 5 tiền. Và lá bài cuối cùng sẽ là lá bài đại diện cho nhân quả họ gánh lấy là gì? Thì họ lại có lá bài The Devil. Trời ơi, sao kinh khủng vậy? Sau đây mình xin giải trải bài cho các bạn. Khi lá bài hai kiếm này xuất hiện, thì có những cái rào cản mà chính họ đã tự đưa ra, ngăn cách giữa họ và bạn. Cái rào cản này xuất phát từ chính trong nội tâm của họ. Trong cái thâm tâm, họ muốn chặn đứng cái dòng cảm xúc và từ chối cảm nhận chúng. Họ tránh nhìn vào sự thật và giở vờ rằng tất cả mọi thứ đều ổn. Và họ cứ duy trì cái tình trạng này bằng mọi giá khi đang trong mối quan hệ với các bạn. Bởi vì họ không sẵn sàng chấp nhận một số sự thật về bản thân và trốn tránh cái tình hình thực tế họ thực sự cảm như thấy như thế nào về mối quan hệ của bạn và họ. Và người này cũng chống lại cảm giác mềm yếu, bởi vì họ nghĩ rằng họ có thể bị tổn thương. Họ tức giận ngay cả khi họ đang mỉm cười. Họ đang từ chối nhìn vào cái điều gì, bởi vì họ bị bịt một mắt trên con mắt họ rồi. Họ không thấy gì hết. Họ không muốn thấy sự thật. Họ chỉ nhận biết cái rắc rối mà họ đang phải đối mặt mà thôi. Đây là một người họ đứt mạch cảm xúc của chính mình, cắt đứt luôn cái sự tình yêu chảy trong con người họ luôn. Có thể là họ thương bạn, nhưng mà hành động họ im lặng, họ từ chối cảm xúc như vậy á, khiến cho bạn bị tổn thương rất là nhiều. Bởi vì bạn đang yêu nhầm một người đóng kín trái tim của mình. Và thực sự rất là khó khăn để bạn bước vào cái mối quan hệ với người này. Hoàn cảnh bế tắc thực sự. Cái rào cản không phải là về vật chất, không phải là người khác, mà chính rào cản giữa bạn và họ với nhau. Khi xưa hai bạn quen nhau, cái bạn bó buộc cái vị trí của bạn và họ rất là nhiều, luôn á. Tức là các bạn không có sự gắn kết để thấu hiểu nhau, mà có gì đó trói buộc nhau về thể xác, về tiền bạc, về cái gì đó rất là nhiều. Nó khiến cho tình cảnh rơi vào cái bế tắc vô cùng luôn. Mà nếu như khúc đó mà các bạn biết phá vỡ bằng cách là các bạn thoát ra khỏi cái bức tường bảo vệ của chính họ, và bạn cũng biết lắng nghe, hai người biết lắng nghe lẫn nhau á, thì thực sự bây giờ các bạn đang quen tới bây giờ rồi. Nếu như khúc đó các bạn biết mở lòng để tìm kiếm sự bình yên, sự trao tiếp thật sự, thì thực sự bây giờ tình yêu các bạn rất là đẹp. Một người cũng yêu bạn chứ phải không đâu. Nhưng mà rất tiếc là họ đóng chặt cảm xúc đối với bạn rồi. Do cái sự im lặng này khiến bạn tổn thương rất là nhiều. Lá bài 1, mình thấy hai bạn chia tay nhau bị tổn thương. Một người thì không có chịu mở lòng ra, còn bạn thì cũng không có chịu tìm hiểu để lắng nghe. Đó khiến cho mối tình của hai bạn chia xa. Thì sau khi rời bạn thì họ có cuộc sống như thế nào? Thì chúng ta có lá bài 5 tiền. Lá bài 5 tiền là một cái sự rời bỏ cái sự thật rất là tốt dành cho họ. Họ không có thấy, mà họ bước đi lầm lũi trong cái sự đau buồn của chính mình. Họ muốn sống một cuộc sống độc lập thực sự như các bạn. Bởi vì cái sự suy sụp và mệt mỏi khi ở bên cạnh bạn á, họ không có quan tâm chăm sóc bản thân của họ luôn. Mà họ không quan tâm đến cái nhu cầu của bản thân. Họ bị cảm giác họ đang đứng bên cái bờ vực rất là tệ luôn các bạn. Có thể là họ thiếu sự hỗ trợ từ người khác. Đây là một cái điều mà không ai muốn hết. Bản thân cái người này trải qua những cảm giác là mình phải tự bản thân mình vượt qua những cái tổn thương từ cái mối tình các bạn. Sao mình cảm thấy cái người này tội quá ta. Nhưng mà có thể thấy rằng họ không có đủ sức mạnh
sức mạnh về sức sống, về thể chất để có vượt qua những thử thách trong cuộc đời. Dấu hiệu cho thấy rằng họ đang bị sao lãng trong việc đáp ứng cái nhu cầu cơ bản của bản thân mình luôn. Nếu như mà họ chịu thụt lùi lại, xem xét về khía cạnh, về mọi thứ, thì chắc chắn cuộc sống của họ sẽ trở nên không có vất vả. Có thể giai đoạn này họ đang bị thiếu tiền, tài chính không tốt, công việc cũng không tốt luôn. Những cái khó khăn vất vả này khiến họ chật vật lắm các bạn. Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn, bởi vì rõ ràng có một sự bất an và rất e sợ rằng một ngày nào đó họ nghĩ là cái vận rủi này, cái vận xui này sẽ lấy đi tất cả những gì mà họ có được. Một tâm lý rất là tệ, một năng lượng rất là tiêu cực sau khi họ rời bạn đi. Bởi vì cái sự thiếu hụt này, vì cả vật chất và tinh thần luôn. Bởi vì một cái bước lầm lũi, bạn thấy không? Một cái con người bước lầm lũi đi bên ngoài một cái nhà thờ, rõ ràng cái sự yên ấm đang nằm ở trong tầm tay họ, nhưng họ không có nhìn thấy. Cái nhà thờ chính là cái nơi tượng trưng cho linh hồn của họ một cách rõ nét nhất. Bởi vì nếu họ biết quay về với tâm linh, họ biết quay về tận hưởng cái sự đủ đầy trong cuộc sống với bạn khi xưa, biết nói cảm xúc của mình ra, thì họ đã có cuộc sống tốt hơn rồi. Bây giờ họ rơi vào tình trạng khó khăn vậy á, hy vọng họ biết rằng cái khó khăn này chỉ là cái chịu đựng nhất thời thôi, chứ không phải là mãi mãi. Nếu như họ biết tìm đến cái nơi mà khiến cho họ tinh thần ổn định trở lại, là họ có thể trở về gia đình của họ, trở về những người thân yêu, hoặc trở về với bạn nếu bạn thật sự cũng yêu họ. Nơi mà thực sự chào đón họ, ít nhất là sẽ trao cho họ một nơi để họ trú thân. Họ có thể có niềm tin lại trong cuộc sống. Trời ơi, cái đó bài buồn quá các bạn ơi. Có thể bạn nghĩ là bạn bị bỏ rơi á, nhưng mà không phải các bạn. Họ mới là người bị bỏ rơi trong lạnh giá. Họ đang bị đau khổ rất nhiều. Có thể là lúc mà họ bỏ bạn đi á, họ rất là quyết tâm, họ nghĩ là họ đúng. Nhưng mà sau này, cái khả năng họ thấy là họ bị chơi vơi rất nhiều. Bởi vì cái gì đó họ cần sự hỗ trợ dữ lắm trong lá bài này. Có thể mà lúc họ chia tay bạn, họ đi với một người khác, và mình thấy lá bài này là hai cái người đi trên đường, nhưng mà hai người đều cái cảm xúc bị bỏ rơi hết á. Hai người này không có sự kết nối các bạn. Bởi vì bạn chính là cái nơi duy nhất mà cái họ có thể sánh đôi được. Bạn có thể chia sẻ với họ mỗi đắng cay ngọt bùi, và bạn sẽ cùng họ duy trì một mối quan hệ tình cảm tốt đẹp. Khi mà tình yêu đến với bạn là đùi đúng người mà họ không nhận lấy, do cái năng lượng lúc đó họ bị không có đúng năng lượng các bạn. Nhiều khi mà hai bạn yêu nhau, như một người có năng lượng phải rời xa, phải nhất định họ rời xa. Tại vì mình xem về thần số học, mình thấy nếu như đỉnh cao các bạn có số 1 và số 8, thì nhất định các bạn sẽ không ở cạnh bên ai được hết. Chính cái năng lượng của số 1 và số 8 sẽ đẩy các bạn ra khỏi tất cả các mối quan hệ luôn. Nếu như bây giờ họ đã qua khỏi những cái ràng buộc của năng lượng đó, đây là lúc mình suy nghĩ bạn nên cho họ một cái hướng tích cực, cho họ một cái hướng giải thoát nếu các bạn muốn giúp họ. Cuối cùng, nhân quả mà họ nhận lãnh là gì? Họ xuất hiện lá bài The Devil, một lá bài không thể tệ hơn trong cái trải bài này nha các bạn. Sao mình cảm thấy cái trải bài này nó buồn quá. Mình buồn cho bản thân cái người đã làm tổn thương bạn á. Tại sao vậy ta? Tại sao cái người này họ lại không có tìm thấy ánh sáng của họ? Tại sao họ để họ bị lạc lối trong cái sự nô lệ chủ nghĩa vật chất, sự ngu dốt và tuyệt vọng rất là nhiều luôn các bạn. Một cái trải bài mình cảm thấy nó nặng nề kinh khủng khiếp. Bởi vì khi họ sống trong cái thế giới này, chính là họ phải có cuộc đấu tranh giữa ánh sáng và bóng tối. Nhưng bản thân của người này để cho cái xấu nó đánh họ đi mất tiêu luôn. Cái tốt nó biến mất tiêu rồi. Đây là một cái vật thể đang sống trong cái thời kỳ. Bởi vì cái sự không hiểu biết, không biết cái sự thật, và không nhận ra được cái sai lầm của chính mình,
Thứ hai chính là họ sống song với chủ nghĩa vật chất, cái sự vô minh, và niềm tin của họ không có gì ngoài vật chất. Vật chất là gì các bạn? Vật chất là tình, tiền, thể xác, đam mê, những cái gì đó nói về thế giới hơi bị xa đỏ đó. Vì trên thực tế á, chúng ta cần phải phát triển về mặt tâm linh. Nhưng cái người này họ đánh xa cái bản ngã của họ rồi. Họ không có liên kết với cái sự tin tưởng vào cái tâm linh. Họ đang sống trong sự vô vọng cùng với cái hiện hữu của vật chất ngăn cản họ đi về hướng ánh sáng. Thì lá bài này đại diện cho những cái xấu xa nhất đang diễn ra trong thời điểm tương lai và hiện tại của họ. Một tình trạng sức khỏe rất kém, trì trệ, họ có thể đang rơi vào trong bóng tối. Nếu họ có quen ai chăng nữa thì họ cũng quen nhầm người các bạn. Họ có một cái trải nghiệm bị ám ảnh bởi một người, có thể là cái người họ quen họ chia tay rồi, và họ bị cái người này vật chất rất là nhiều, khiến cho họ bị ảnh hưởng xấu. Giống như là cái người này họ nghĩ cái người mà sao đến là sẽ tốt hơn bạn, sẽ giúp cho họ phát triển rất nhiều. Nhưng mà cuối cùng tránh chỗ dưa gặp chỗ dừa đó, là kiểu như là tham tiền, tham thì thăm, cuối cùng gặp cái người còn tham hơn. Họ lợi dụng khiến cho họ sống trong sự tiêu cực, lo lắng về bản thân và tương lai của họ rất nhiều. Họ bây giờ họ cảm thấy là họ rất hối lỗi về những cái lỗi lầm của cuộc đời mình. Bởi vì họ thấy những cái sai lầm họ làm cho bạn đủ đến mức khiến cho họ cảm thấy rất nghiêm trọng, khiến cho họ cảm thấy không muốn quay đầu lại. Nếu như họ biết xem xét những giá trị của bản thân mình, đảm bảo là những cái hình ảnh lỗi lầm khi xưa của họ không có gây những cái khó khăn, họ chỉ thấy cái bài học, từ cái bài học đó họ phát triển và họ thay đổi, thì mọi chuyện sẽ khác rồi các bạn. Lại cái hậu quả mà họ nhận lấy rất là kinh khủng. Một cái người bị đen, bị mắc kẹt trong sự vô minh, đang sống trong sự vô vọng, đang bị tập trung quá nhiều vật chất, họ không có nhìn thấy cái gì hết trơn. Đối với họ bây giờ là thế giới nhạt nhẽo lắm, tuyệt vọng, thiếu niềm tin. Họ hoài nghi tất cả những gì diễn ra, tương lai ảm đạm vô cùng. Thì sau đây mình sẽ lấy một lá bài của Oracle để xem cái lời khuyên dành cho họ là gì. Và mình lấy cái thông điệp của những cô tiên để cho cuộc đời cái người này họ được ổn định hơn, tốt hơn. Thì thông điệp đó chính là: bạn hãy bảo vệ những giấc mơ của bạn đi. Lúc trước bạn đã có những cái hoài bão, ước mơ rất là đẹp. Rất sâu thẳm trong trái tim của bạn, bạn mong muốn điều gì? Thật sự những ước mơ của bạn á, nó đang vẫn cất giữ ở nơi rất an toàn. Nếu như bạn biết cảm nhận bằng trái tim của mình, thì lúc đó những cái ước mơ khi xưa của bạn á, nó sẽ trở lại. Bạn sẽ có năng lượng để các bạn thực hiện những ước mơ của bạn. Hãy cảm nhận bằng trái tim của mình. Hãy quay về với bản ngã của chính mình. Lúc đó, cái ước mơ của bạn sẽ thành hiện thực. Thì mình mong là các bạn hãy gửi thông điệp này đến cái người đó. Tại vì họ rất tội nghiệp các bạn. Mình hãy sống bao dung và tha thứ cho họ đi các bạn ơi. Không có đáng đâu. Tổn thương họ làm với bạn không có đáng những gì mà họ đang bị gánh nhận lấy đâu các bạn. Rất có tội nghiệp luôn á. Thật ra những cái quá khứ nó sẽ không làm ảnh hưởng bạn nhiều. Bởi vì cá nhân các bạn đã chữa lành rất nhiều rồi. Thì bây giờ mình muốn cho họ tệ đi cũng uổng lắm các bạn. Nó làm hư cái con người chúng mình. Chúng ta hãy chọn cách sống lương thiện. Nếu như có thể bao dung thì các bạn hãy tiếp xúc người này. Mình xem như những người bạn đi. Mình giúp những người bạn, những người yêu của mình khi xưa họ vượt qua cái giai đoạn khó khăn này. Thì đây là tất cả những gì mà muốn gửi trải bài đến các bạn. Vì cái nhân quả mà họ nhận lấy, một nhân quả quá là khủng khiếp đối với họ ngay cái thời điểm này cũng như trong tương lai. Tôi rất biết ơn các bạn và xin gửi niềm lành cho tất cả. Mong cho những ước nguyện nằm sâu trong trái tim của bạn và tôi thành hiện thực. Mong cho những đau buồn, tổn thương và sợ hãi của chúng ta được chữa lành. Mong cho trái tim ta biết yêu thương và bao dung, gửi đến mọi người, mọi vật. Mong cho mọi người có sức khỏe tốt và tinh thần khỏe mạnh.
mong cho ta và người sống an vui và hạnh phúc. Mong cho tất cả có cuộc sống gia đình đủ đầy và viên mãn. Mong cho chúng ta nhận ra sự tôn quý ở mình và biết phát triển bản thân. Mong cho bạn và tôi biết buông dừng thôi chức khi cần thiết. Mong cho chúng ta luôn có tâm thái đón nhận chuyện gì đến sẽ đến và biết lựa chọn điều như ý cho mình. Xin thành kính gửi thông điệp này đến vũ trụ với tấm lòng trân trọng và biết ơn vô cùng. Sadhu, sadhu, sadhu.